Trời mưa mà được ăn bánh tráng chiên xúc xích phô mai đúng là hot sảy không bà Bảy, và đặc biệt là phải nghe chuyện kinh dị của Quỳnh nữa nha mới hấp dẫn. Câu chuyện ngày hôm nay có tên Cho Vong Vào Nhà. Câu chuyện được gửi bởi bạn có Gmail là bé sâu 1309. Chuyện xảy ra với bạn của sâu là Ngọc Mai. Ngọc Mai yếu vía từ nhỏ cho nên là hay bị mấy cái ấy nó nhé. Mai hay nghe được giọng ai đó nói chuyện nhưng mà xung quanh thì không có người. Trên cổ của Mai lúc nào cũng đeo cái sâu chuỗi có hình Phật mà ba mẹ đã dẫn Mai lên chùa để thỉnh. Chuyện xảy ra cách đây 1 năm. Vẫn như thường ngày, Mai đi tắm thì thường hay bỏ vòng cổ ra, nhưng mà hôm đó cởi ra xong tắm rồi thì lại quên đeo vào. Đám tang của bà nội Mai đã diễn ra cách đây 1 tháng và hiện tại là tháng cô hồn là tháng 7. Hôm đó Mai học bài đến khuya, đến 12 giờ đêm thì Mai bỗng nhiên nghe có tiếng gọi ở ngoài cửa sổ. Mai ơi, mở cửa cho bà vô với. Giọng nói đó lặp lại 2-3 lần ngoài cửa sổ, nhưng mà phòng của Mai ở tới tầng 2 lận nên không thể nào có ai đứng ngoài cửa sổ được. Mai sợ hãi đến nỗi chân tê cứng không di chuyển nổi để chạy ra khỏi phòng. Nhưng nghe giọng có chút quen quen nên là Mai hỏi lại ai vậy? Thì ngoài đó trả lời: bà nội của con đây nè, mở cửa cho bà với. Bà nội khi còn sống rất là thương Mai cho nên khi nghe như vậy Mai đã bật khóc và nói: bà ơi, ra cửa chính đi, con mở cửa cho, vì cửa sổ con mở không được. Không được thì Mai nhận được câu trả lời: ngoài cửa có dáng môn thần nên bà vô không có được. Môn thần là thần giữ cửa, vì gia đình Mai có buôn bán nhỏ cho nên là ba mẹ đã dán hình hai ông thần ở ngoài cửa để tránh cho những cái thứ xui xẻo vào nhà. Mai mới hỏi lại: vậy làm sao để bà có thể vào nhà được? Con hãy gỡ cái hình của môn thần đi thì bà mới có thể vô nhà được. Ngoài này bà lạnh lắm Mai ơi. Vì quá thương bà cho nên là Mai đã chạy xuống nhà ra đằng trước và tháo đi cái tấm hình của hai ông thần giữ cửa. Một luồng gió lạnh sởn tóc gáy vụt qua mặt của Mai và thẳng vào nhà. Bà Mai không biết rằng mình đã vừa là một chuyện rất kinh khủng. Phần 2 vào ngày mai nha.